Chào mừng anh chị đã quay lại với kênh Bất Động Sản Bầu Bàng. Thì hôm nay em sẽ không có review về đất đai nữa, mà hôm nay em sẽ dành riêng một cái video về một cái khu du lịch sinh thái ở quê em, trong nhân dịp em về quê hương thăm lại quê hương anh chị. Thì hôm nay em sẽ dành cái thời gian để quay lại những cảnh quê hương và những cảnh rừng núi, nơi mà lúc em sinh sống từ nhỏ, từ thuở ấu thơ đấy anh chị. Thì hiện tại em đang ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, và ở ngay chỗ này là Sơn Kim, là khu sinh thái nước nóng anh chị ạ. Và cái chỗ nước nóng này là có cái khu vực này là có một cái suối nước nóng mà nó ở dưới lòng đất phun lên. Thì ở đây để thuận tiện cho cái việc mà người ta tắm, thì ở đây nó bên khu du lịch đã thầu lại và xây ra hai cái hồ, một hồ nước lạnh và một cái hồ nước nóng. Nước nóng này là nước nóng tự nhiên anh chị. Và ở đây thì hai bên đều là đồi núi và ở giữa là một cái thác nước. Thì nếu như cái thác nước nóng mà ở cái Sơn Kim này là khu du lịch anh chị, và nếu như chúng ta đưa trứng anh chị mà đưa vào một cái bãi cát mà lấp lại thì một chút xíu nữa thì nước sẽ rất là nóng và chín, có thể là chín trứng luôn và ăn được luôn anh chị ạ. Thì hôm nay em đi về quê cùng với vợ em và một bé gái, và hôm nay thì có về thăm quê hương, thì em sẽ review để cho anh chị được tham quan cái quang cảnh. Và hôm nay em sẽ không review về bất động sản nữa anh chị. Thì ở đây là một cái thác nước chảy từ bắt nguồn ở từ bên Lào qua Việt Nam, và ở đây người ta gọi là cửa khẩu anh chị, cửa khẩu Việt Lào. Thì từ cái chỗ Sơn Kim mà cái chỗ mà em đang đứng quay cái vị trí này qua Lào thì nó rơi vào tầm khoảng là 5 cho đến 10 cây gì đó nữa là sẽ tới biên giới của Lào. Và hôm nay thì em sẽ quay lại cái khu du lịch nước nóng này. Chắc chắn sẽ có những nhiều anh chị đã từng xem video của em trước, và có khả năng là một anh chị nào đó cũng đã từng đến cái suối nước nóng này rồi, và cũng đã từng tắm cái suối nước nóng này rồi anh chị. Đây là nguồn nước nóng tự nhiên anh chị. Đây là cái khu toàn cảnh của khu du lịch sinh thái nước nóng Sơn Kim, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Và ở đây tất cả cái dòng nước mà em đang quay đây thì thật sự là không có nóng, và nó chỉ có một cái nguồn nước ở giữa lòng núi phun lên, và để thuận tiện cho những du khách tới tắm. Thì ở đây cái công ty, có một cái công ty thầu lại và xây dựng và thu cái nguồn nước đó về tạo thành một cái hồ bơi. Khi mà xuống tắm ở dưới đó cái hồ bơi á, thì chỗ cái nước nóng đó anh chị, chúng ta ngâm mình ở dưới nước nóng có thể trị được rất là nhiều bệnh. Và cái suối nước nóng thì tự nhiên ở dưới lòng đất, mà không phải là qua một cái máy móc nào có thể gọi là nấu nướng, hay là để gọi là không có một cái tác động nào để cho nước nóng, mà nước nóng tự nhiên anh chị. Nếu như chúng ta mà xuống tắm thì có thể gọi là, nếu mà không pha đó anh chị thì có thể là bỏng luôn. Và em cũng đã từng tắm rồi. Khi mà tắm thì tất cả các kim loại giống như là bạc anh chị, vàng thì không sao, nhưng mà những kim loại như bạc khi mà tắm xong á, khi đi lên thì cái vòng bạc nó sẽ đen thui luôn, không còn sáng bóng như lúc đầu. Và sau khoảng một tuần sau thì cái vòng bạc của mình nó sẽ tự sáng lại. Và nếu như anh chị nào có nhu cầu đi du lịch, hay là có nhu cầu tham quan khu du lịch nước nóng Sơn Kim này,
thì anh chị có thể vào Google, anh chị có thể bấm vào là khu du lịch sinh thái nước nóng Sơn Kim, Hương Sơn, Hà Tĩnh, thì sẽ ra hết tất cả những cái thông tin ở trên báo chí, trên Google, và anh chị sẽ được một phần nào đó rõ ràng hơn về cái khu du lịch này. Còn em nói ở đây, chị em chỉ nói sơ qua, và em cũng mới lên đây và tìm hiểu qua, thì em review để cho anh chị xem giải trí thôi anh chị ạ. Và những anh chị nào ở Sơn Kim, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đi làm ăn xa thì anh chị cũng có thể xem video để mà tưởng nhớ lại cái tuổi thơ, tưởng nhớ về quê hương của mình anh chị ạ. Và cũng có những anh chị đi ra nước ngoài thì sẽ không được nhìn những cái cảnh mà rừng núi sông nước như thế này đâu, mà suốt khi mà mở mắt ra chỉ thấy là xe cộ, khói bụi của khu công nghiệp. Còn ở đây chỉ có rừng núi và sông nước thôi anh chị, và có những tiếng gọi là tiếng chim kêu, chứ không có một cái tác động nào của từ máy móc hay là khu công nghiệp gì hết. Không khí rất là trong lành, mát mẻ. Gió ở đây người ta gọi là gió Lào, gió thổi từ bên Lào qua anh chị, thì người ta gọi là gió Lào. Còn ở gần biển thì người ta sẽ gọi là gió biển, còn ở đây là gió Lào anh chị. Và ở đây là quê em, xóm 4 Sơn Hồng, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Đây là dòng nước mà từ, và cái ngôi làng mà em lớn lên từ đây hơn 20 mấy năm tại quê, và sinh sống và đi học ở đây. Sau khi lớn lên thì em rời vào miền Nam và lập nghiệp ở miền Nam. Thì hôm nay về thăm quê hương, thấy quang cảnh ở quê, tất cả những gia đình nói chung là cũng khá giả hơn và phát triển hơn xưa, có nhiều hơn xưa, và nhà cửa cũng sang khang trang và đẹp hơn xưa rất là nhiều. Cái thời em sinh ra thì lúc đó tầm khoảng 10 tuổi, thì lúc đó em gọi là ăn cơm mà gọi là hấp khoai đấy anh chị. Không biết là có những anh chị đang xem video của em á, có phải ăn cơm hấp khoai hay không. Thời đó cũng nói chung là cũng rất là khổ sở, cái miếng ăn thật sự là hiếm hoi và không có được như bây giờ anh chị ạ. Ngày xưa thì những cái thác này thì rất là to và rất là lớn. Khi mà cái thời đó gọi là thời trẻ trâu đó anh chị, đi chăn bò, chăn trâu á, em lội qua con suối như thế này á, thì cá nó gọi là đi lội qua là cá nó cắn dưới chân anh chị ạ. Đấy, thì hôm nay em sẽ dành cái video này, em không hề nói về bất động sản anh chị nhá. Nhưng mà bất động sản ở quê thì nó không có phát triển được là bao nhiêu cả. Thí dụ như là bất động sản ngay cái chỗ mà em đang quay đây này anh chị, thì ngang 10 hoặc là 20, dài 30-40 gì đó, chỉ vỏn vẹn tầm khoảng 200-300 triệu một nền thôi anh chị. Cái quê gọi là nó rất là nghèo, nhưng mà bây giờ thì cũng khá hơn lúc xưa nhiều rồi. Khi mà về quê thì tất cả các con đường á, đường nhựa được rải đầy từ đầu làng đến cuối xóm, đường bê tông mà được cải tiến rất là nhiều. Dòng sông thì nó không còn thơ mộng, trong veo, mát mẻ như ngày xưa nữa, mà bây giờ là rơi vào đó là có một cái số gọi là rác, hay là nước nó không còn trong veo đi tắm được mát mẻ như ngày xưa nữa anh chị ạ. Còn đồng ruộng thì cũng không có gì thay đổi, chỉ có lúa và lạc, ngô, khoai. Ở đây thì chủ yếu là trồng lúa, rồi trồng đậu, rồi trồng bắp, đấy, trồng những cái thứ đó. Thì đây là những cái dòng thác, mặc dù nó không có trong xanh được như xưa, nhưng mà theo em nhìn thấy thì nói chung là nó cũng được, nói chung là vẫn tắm được anh chị. Thì hôm nay em sẽ dành cái video này để giới thiệu cho anh chị về cái cuộc sống ở quê em, cái quang cảnh ở quê em. Và tất nhiên cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe, cũng như là lời chào và lời chúc sức khỏe tới tất cả những anh chị nào đang xem video của em, có một cái sức khỏe tốt, có cuộc sống đầy hạnh phúc.
Và em cũng đang nhận ký gửi nhà đất tại khu công nghiệp Bầu Bàng. Và nếu anh chị nào có nhu cầu đầu tư hay là mua đất tại Bầu Bàng hay là cần ký gửi, có thể liên hệ với em qua số điện thoại Zalo 0356 555579. Em xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị. Và video sau em sẽ về quê vợ của em là ở Thanh Hóa đấy anh chị, sẽ review một cái số khu vực tại ở quê Thanh Hóa, thì gồm có như là đập Yên Mỹ chẳng hạn, thì em sẽ quay và cho những anh chị nào xa quê để ngắm lại cái cảnh quê hương của mình từ trên flycam mà nhìn xuống anh chị nhé. Thì video của em làm đến đây cũng khá dài rồi, thì cảm ơn những anh chị nào đã dành thời gian theo dõi video của em. Và anh chị nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh giúp em và để lại những bình luận để giúp kênh của em phát triển ngày càng tốt hơn. Em xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị, chúc anh chị có nhiều sức khỏe, vạn sự được như ý. Em xin chào và tạm biệt.